ơi. Ồ, đi đâu vậy? Xong kêu không nghe gì vậy? Ủa, đang dưới quê mà. Ờ, về quê lên rồi nhưng mà có chút chuyện nên anh em cũng đi làm được đó. Ừ, chúng làm đúng không? Chúng làm đúng không? Anh chuẩn bị đi mũi né. Đi mũi né nữa. Nói cho chú biết nha, quán giờ có mình tôi à. Mình tôi làm. Chú ơi. Chú. Bữa nay trốn đâu vậy mày? Chạy đâu ba? Chạy đi, chạy chi hả? À, ok. Ủa tiếng gì mày? Giết cha gớt cái bô xe rồi. Thôi tao kể nó đi. Hả? Cái bô xe sao chạy? Trời ơi. Sao thắng áp vậy, tính là bô xe hả? Trời ơi, đội nón gì mà anh cái công an bắt sao? Kệ lẹ đi. Em có đội nón mà, em có đội nón. Mày nợ, nhưng chả phải trốn hả mày? Trốn, 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 trốn. Mày có trốn được không? Dạ, mày tin trốn không? Đây mày, đứng đây. Đừng động chết mấy tao á. Làm gì mấy anh với tôi, phải bàn mày á. Chuyện này là sao? Chuyện nó là vậy nè. Ủa? Mấy anh làm gì vui vậy? Cho em chơi với. Là chỗ khác chơi mà. Cho em tham gia chơi cho vui đi. Em chơi nổi không? Dạ em tưởng gì. Mấy cái trò này em chơi mỗi ngày mà anh. Chơi bài nè. Giờ chơi lớn đi. Chơi lớn là chơi nhiều à? 500 đi. Ok không? Với đứa. Ok. Ok anh chơi chơi. Chơi bài đi anh. Thôi chắc cho em ngừng chơi nha, đợi em hết tiền rồi. Ừ, chú em thế nào chứ, non gan vậy? Tại vì em hết tiền rồi chứ, nếu mà em còn tiền là em chơi khô máu cho tụi anh luôn á. Tiền á, thì anh không thiếu, quan trọng là chúng dám không. Nếu thực sự muốn chơi, anh cho mượn. Lời lãi coi như anh làm phước, được không? Ok, vậy anh cho em mượn đi. Chỗ này 5 triệu. Cầm lấy. Cảm ơn. Chơi bài đi em. Giờ anh chơi hết luôn á. Ok. Mạnh dữ. Yeah.
8 nút này. 5 nút này. Không nghe chú em rồi. Sao tiếp không? Thôi bây giờ em hết tiền em đi về nha. Còn khoảng đợi của anh chút đến sao? Nghe trả sau. Rồi. Thế vậy. Nghe đi. Má anh em về. Trời ơi, tưởng gì? Bú ra. Tiền thôi mà. Nè, 55.000. Mày giỡn tờ? Hả? Tiền này đủ mua bông thuốc đỏ của chúng mày đấy. Nhìn cái mặt mày, mày giỡn mặt ghê ha. Thôi vậy giờ anh cho số tài khoản đi. Rồi em bắn tiền qua cho. Nghe mày. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 6 6 7 7 0 2 8. 6 6 bẩn bẩn 0 2 8. Ai biểu tài khoản nghe mùi quá anh chị. Rồi chuyển rồi đó. 1 2. 10 triệu sao chuyển có 100.000 là sao? Thiếu 2 số 0 nữa mày. Thì có gì đâu. Giờ em chuyển 100.000 đúng không? Tháng sau em chuyển 100.000 nữa. Thì góp từ từ cũng đủ mà. 100.000 người vỡ rồi phải không? Không tin tin lời à? Hả? Ây da! Mấy anh làm ơn, canh cho tụi em đi. Em sẽ cố gắng kiếm tiền canh cho tụi anh sớm nhất mà. Đúng rồi anh, ta cho nó đi anh. Chứ tụi em làm thuê làm mướn thì tiền đâu trả. Tao không cần biết. Chứ mà em đây không có tiền. Tao lấy thế nào đây? Anh ơi, thay cho em đi. Em sẽ 1-2 ngày đi, em sẽ cố gắng trả tiền cho tụi anh mà. Anh đừng làm liều, đừng làm liều. Nghiệp lắm anh. Cho nợ 1-2 ngày đi kiếm tiền trả cho anh mà. Mày nghĩ tao còn nít hả? Cho tụi bay 2 ngày nữa để tụi bay trốn à? Mày nhìn vào tao đi. Coi ngu không? Ngu thiệt. Trốn rồi. Mày dám giỡn. Thôi bây giờ vậy đi. Anh cho em 1 tiếng đồng hồ đi. Em về em xin tiền ông chủ em trả nợ cho anh. Mày có 60 phút. Chậm 1 phút tao lấy một con tay của nó. Nghe chưa? Ok. Nhớ bảo trọng nha. Sao còn chưa về? Em thích ăn cơm sườn lắm. Trưa nay nhớ mua cơm sườn nó ăn nhanh. Còn chưa về mau tao rút sườn nó bây giờ đó. Rút. Cái gì nữa? Để xe bên này. Trời ơi, chủ ơi, chết rồi. Vậy anh Nguyên. Trời ơi, em chủ ơi, chết rồi. Anh Nguyên, chủ gì? Bình tĩnh nói chuyện tôi. Sáng anh đi giao nước nè, anh gặp thằng Trung. Hai anh em đang nói chuyện, tự nhiên có đám giang hồ nào nó xúm lại nó quýnh quá trời luôn. Ông nói thiệt á hả? Thì hỏi ra mới biết á, là nó đang tránh bài thiếu nợ người ta. Bị ta quýnh. Ông nói thiệt á hả? Trời ơi, nhìn con mắt nè, bầm nè. Ông bị ta quýnh. Ừ. Thằng Trung bị bắt. Ừ. Thiếu nợ. Ừ. Cờ bạc. Chính xác. Vậy ông trả đi. Trời ơi, ở trên đây nó đâu có ai là người thân đâu. Lương tâm em bị rách rồi hả? Rách là sao? Chắc là bị chó cắn rách á. Tào lao. Nói ông nghe nha, cái nhà này á không có chứa chấp cái hạng cờ bạc. Còn ông muốn cứu nó á thì ông đi theo nó luôn đi. Ông nghĩ làm luôn đi. Nghĩ thì nghĩ. Ông đi đi. Mười chín phút 58 đây rồi. Thằng bạn mày chắc không bỏ mày trước rồi nhỉ? Tao nghe nói mày là thằng phá chế giỏi nhất của thành phố.
mất một cánh tay không vấn đề gì. Dừng tay lại, thả người ra. Mang tiền không mà đòi thả người? Không có tiền sao tôi dám tới đây? Tiền đâu? Tiền đây, làm đúng luật đi. Luật gì? Một tay giao tiền, một tay giao người. Thả nó em. Đưa tiền đây. Ấy, không được, làm lại. Sao nữa? Một tay tôi giao tiền, một tay anh giao người. Má, thằng khùng, tao muốn khùng theo mày quá. Ê! Sao anh có tiền hay vậy? Trời ơi, lẹ đi, tiền tao chạy chứ đâu ra. Má tiền giả, đúng đó. Mày ngon, dám lấy tiền giả lừa tao à? Tao tiễn mày về chầu Diêm Vương nhá. Dừng tay! Mày là thằng nào? Thả tụi nó ra! Mày là thằng nào? Tao là chủ của tụi nó. Nó nữa. Tao là chủ. Hai đó. Nhìn đâu mà đòi người? Mày cần tiền chứ gì? Chính xác mày. Có đủ không? Điểm đi. Đó. Rút. Vậy anh. Vậy anh. Có sao anh? Ủa? Sao mày nói mày không cứu nó mà? Ngày xưa em cũng từng cờ bạc. Rồi em thua độ. Rồi sao vào vũng lầy. Nhờ vợ em lôi em ra. Nên bây giờ em rất ghét mấy thằng cờ bạc. Thôi, hai anh về với em nha. Anh xin lỗi em chủ nha. Thôi, không có gì đâu. Anh em mình là một nhà mà. Đi về thôi. Lên đây. Có đau lắm không anh? Đau sáng gì mà nếu đau. Còn chung nè, nhớ nha, bỏ cờ bạc giùm tôi á. Khờ khù khờ mà thanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.